Mình lại tiếp tục đi ra xa nhà để làm mấy cái thùng đất, tại vì mình đã lại chỗ làm á. Kéo về một cái thùng đất sét nữa nè. Đất này là đất từ ở dưới lòng đất người ta đào lên á. Bây giờ mình sẽ làm tiếp tục mấy thùng đất để trồng cây ha. Nếu mà ai ở phố ở Sydney, không phải là farm, không phải là đồng nông trại, không phải là nông trại, thì sẽ biết là đất ở đây nó hiếm cỡ nào. Nếu mình muốn trồng cây là mình phải mua từng bao đem về vậy đó mới có đất. Chứ bây giờ đất ở đâu cất nhà lên nó là nền đồ cũng bằng phẳng hết trơn rồi, không có thể nào mà đào một cái chỗ nào nó hết trơn á, nó bằng phẳng hết trơn, nó không có dư, không thiếu đó, nó bằng phẳng vậy đó. Thành ra từng thùng đất mình để trồng cây đều đi mua ngoài shop, ngoài chỗ cây trồng đó. Mà một cái bao đất tốt phải là 20-30 đồng nếu mà mình muốn cây mình tốt. Thì bây giờ nhà trong nhà mình thì nó có sẵn đồ nhà bếp, mà nếu mà mình được ở chỗ những cái trong công trường xây cất á, thì mình có thể lấy đất này về, đất sét, rồi mình bỏ cái đồ thải ở trong nhà bếp ra, rồi mình sẽ làm thành đất phân nha. Mình thường hay thích làm đất là tại vì có đất thì mới có cây tốt, cho nên phần đất phân là một cái phần rất là quan trọng trong lúc mà mình làm vườn trồng cây đó. Bây giờ cái thùng này của mình á, mình cứ bỏ đồ hoài, cỏ nhiều nhất á là đồ của nhà bếp, xong rồi cỏ mình hay cắt á, nhưng mà đất á thì nó không có, mà cái phần đất là cái phần rất là quan trọng. Thành ra bây giờ mình có đất, hôm nay mình có đất này nè, thì mình tốt nhất là mình nên bỏ vô thì nó sẽ mau lắm, nó mau thành đất phân lắm kìa. Con trùng á nó vô đây nó ăn á thì nhanh lắm rồi đó. Với lại mình làm như vậy á nó cũng giữ được cái vệ sinh, không có mùi hôi nè, không có con này con kia bu vô nè, ruồi rồi hay là mấy con fruit fly nè. Con fruit fly là cái con mà nó hay đậu trái cây á, đồ rau cải đó, con nó rất cũng ghê luôn. Thì bây giờ đó mình đã làm như vậy đó, nó rất là an toàn cho một cái thùng đất để làm phân ha. Từ từ nó sẽ thấm và sụt xuống và mình sẽ có được thùng đất trồng cây ha. Mà mình đã làm như vậy rất là nhiều chỗ rồi, bây giờ mình tiếp tục đi qua cái thùng ở dưới gốc chanh đó ha. Kéo, có cái xe kéo. Nhiều khi mình nghĩ là mình làm chừng vài thùng là đủ để cho mình trồng cây, vậy mà mỗi lần đi ra tiệm bán cây á thì mình lại thấy cây này cây kia đẹp, hay là trong nhà mình nó có cái hộp này hộp kia nó mọc thành cây á, cây con á, thì mình thấy bỏ uổng cái mình lại lấy cái thùng đất đó mình lại trồng tiếp tục như vậy hoài. Hồi đó nhà mình trồng cây không có được, chết hết à, bởi vì đất xấu, đất không có phân. Cái nhánh chanh này hôm nay nó sụi xuống đây. Nhưng chanh nó thì phải kéo nó đi lên chỗ khác ha. Kéo. Wow, nó nhiều trái quá. Kéo đi đâu bây giờ? Bây giờ khi mình mở cái thùng này ra đó, bị gì đó trong nó không có đất nhiều quá, cho nên nó sẽ có những cái con ruồi của trái cây á, chứ mấy ruồi ấy gọi là fruit fly á. Cũng không nói nổi, nó bét giấy nhiệt trình đủ thứ. Tại lúc trước mình bỏ đồ ở trong nhà bếp ở đây nè, mình sợ dơ á, xong cái mình bỏ cái thùng trái cây á, thùng kia là thùng giấy. Rồi ha, bây giờ ha mình sẽ sắn từng xuống như vậy để mình bỏ vô. Thôi bây giờ mình bỏ cái đồ ăn của mình trước đi, cho mình biết
cho mấy bà con biết là mình làm một cách nào luôn ha. Đó. Cái này là từ nhà bếp nè, cái này rất là dinh dưỡng nè, vỏ cây nè, ai cũng biết là mấy cái này cây cần nè, vỏ nè, chanh, ổi, tùm lum hết đồ ăn, nên mấy cái bịch trà. Đó. Rồi bây giờ ha, mình sẽ bỏ cái đất ở trong cái thùng của mình ha, đủ thứ hết, đất sét cứng ngắc như là cục đá luôn cũng được, nè, cứng như cục đá luôn, bỏ vô. Mình cứ để đây ha, một thời gian sau đó, khi mình trồng cây gì đó, mình sẽ ra mình sẽ mở ra cho coi. Bà con sẽ thấy nó khác biệt lắm kìa. Từ mà đất sẽ giống như cục gạch luôn, chứ không có khác gì cục gạch, nó cứng á, nó cứng á, nó cứng dữ lắm. Mà sao này nó thành, nó thành đất ra được á. Sạch lắm. Bỏ vô vậy. Tại vì có lẽ nhiều khi mình nhìn cái gì nó từ lúc ban đầu á, không thấy ghê vì sao nó thành đất phân nhiều con trùng ở trong. Rồi trồng cây đồ được tốt á, nên là mình thích. Cái này đâu cũng ghê. Đặc biệt là không dơ. Những cái đất sét này nè, có nhiều chỗ nó cắt nhà nó không biết bỏ đi đâu luôn á. Tại vì á, không biết. Ở đây nhà của người ta á, đâu có cần, đâu có chỗ đổ. Nó, vậy là được rồi. Vậy là nhiều dữ lắm rồi đó. Nó đầy hết trơn rồi. Xong mình sẽ đầy lại thôi. Đó là cái thùng thứ hai ha. Mình cũng làm mấy thùng rồi. Ở đằng kia nữa kìa. Ở đằng kia thì hồi nãy bỏ rồi. Có một cái thùng kia nữa. À. Có một cái thùng kia mình bự lắm. Mình cũng bỏ đất vô hồi nãy rồi, một mớ rồi. Đây nè. Mình có bỏ vô hồi nãy vậy đó. Đó, cái thùng đó cũng khá là lớn ha, hình vuông. Xong thì mình sẽ trồng được nhiều thứ á, sẽ là 4-5 cây gì trên đó luôn á. Đó. Đó, thùng như vậy đó. Đó, mình coi thử coi còn cái chỗ nào mà cần mình đổ đất sét vô nữa không. Rồi. Đi giống khác. Rồi xong đi, coi như là xong đi. Đây. Ở trong nhà bếp nè. Nó vậy nè, trộn chung với lại cỏ, cắt cỏ đó, đó. Đồ nhà bếp nè, tôi cải nè. Đặc biệt là không có mùi ha, tại vì mình cũng rất là sợ mùi, nhưng mà không có mùi đâu, sạch lắm. Rồi gì là cần thêm chút xíu đất đổ vô nữa là nó sẽ thành đất phân. Nó đầy thôi, bao hổng nhìn thấy số quắc, bây giờ nó đã đỡ nè. Mình sẽ trồng ròm khoai lang ở trên này, tại vì phần này nó sẽ có nhiều đất để mà mình trồng khoai, rồi khoai nó sẽ có củ. Thôi bây giờ mình sẽ dọn dẹp phần của này. Có thể là cái thùng đó mình sẽ mở nó ra để mình bỏ đất vô. Mấy bỏ mình để tới đâu rồi. À, mình có bỏ cái giấy cắt tông ở trên mặt. Thôi vậy mình bỏ đất thêm nữa. Rồi mấy cái bao này mình cũng phải bỏ đất vô nữa. Nghĩa là một cái thùng đất như vậy ở đây không có đất. Cho nên một cái thùng đất như vậy mình sẽ chia đều ra hết. Và sau này mình sẽ được nhiều thùng để mà trồng rau cải, cây cối ăn coi chơi nha. Yeah. Sẽ
sẽ được có miếng vườn có cây tươi tốt đó. Chứ nếu không, dạ coi nè. Coi nè, cái này là cái này mình đi mua ngoài shop nè, đó. Nước bờ rời vậy à. Nước bờ rời vậy trồng hoài trồng quỷ cây này không chịu tốt. Đó. Nó cần phải có một chút xíu đất vô như vậy đó nè. Đó, mình mua ở ngoài tiệm nè. Nó bờ rời vậy thôi. Nè, chỉ cho. Bờ rời buông ra. Bờ rời khi mà đất của mình á, đất của mình mà khi mà nó làm được tốt á, tốt á, xong mình cầm ha, mình thấy rõ ràng nó nặng vậy. Cái thùng này nè cũng mua trong tiệm nè, không được nè, nó làm trồng hoài cũng vậy hoài, thành ra mình phải kiếm trộn đất trong của mình để nó được hơn này à. Đó. Thôi vậy đi. Nó chưa có được gì hết, bị con gì cắn. Ok, vậy đi. Đất rất là hiếm nha bà con. Không có đất đâu, ở đây. Ừ. Cái thùng này để mình đã làm được đất tốt nè. Đất tốt nè. Yeah, đất phân nè. Đất phân nè ha. Đó, cần đó. Rồi, vậy thôi ha. Quay sơ cái keo của mình đẹp lung linh không? Ok, đó. Đây là video về đất trồng đất làm phân nữa. Ok, bye.